cloud karaoke hiện nay tích hợp rất là nhiều công nghệ để chúng ta có thể sử dụng một cách tiện lợi hơn, và chúng ta không bị giới hạn quá nhiều về dữ liệu bài hát. Đôi khi chúng ta lại muốn hát những bài hát mới nhưng mà đầu đĩa thì không thể cập nhật được, mà hạn sử dụng cũng như là dữ liệu lưu trữ cũng không nhiều, và việc lưu giữ đĩa CD cũng là một vấn đề rất lớn của chúng ta. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm khắc phục được tất cả những cái lỗi đó, và đặc biệt nó là Việt Nam. Tên của nó là VKTV K2. Về phần thiết kế, không còn quen thuộc với màu sắc trắng sáng của các mẫu đầu karaoke trước đây của VKTV, với đầu karaoke VKTV K2, hãng đã thay đổi bề ngoài bằng màu sắc khác, sử dụng tông màu vàng đồng, vẫn giữ lại được sự nhỏ nhắn bắt mắt trước đây, và đương nhiên, phần vỏ vẫn được làm từ chất liệu hợp kim nhôm cao cấp. Đầu karaoke VKTV K2 thích hợp với các phòng karaoke chuyên nghiệp, thiết bị được chia thành 3 khu vực chức năng khác nhau. Mặt trước bao gồm các nút điều khiển của đầu karaoke và màn hình hiển thị. Phía hai bên là nút nguồn và các nút chọn chỉnh hoặc chuyển thường thấy. Mặt sau bao gồm các cổng kết nối cần thiết với TV và các thiết bị khác, được bố trí sắp xếp hợp lý giúp người dùng thao tác dễ dàng hơn. Phần viền xung quanh được thiết kế các rãnh tản nhiệt giúp cho thiết bị tản nhiệt tốt. Đầu karaoke nhờ vậy mà hoạt động ổn định lâu dài hơn. Về phần chức năng, sản phẩm được tích hợp chip xử lý mạnh mẽ nên đầu karaoke VKTV K2 xuất ra chất lượng hình ảnh đạt độ sắc nét cao và trung thực. Các bài hát trên đầu karaoke VKTV K2 đều có định dạng HD hoặc là Full HD. Một trong những điều làm nên nét đặc biệt của đầu karaoke VKTV K2 chính là số lượng bài hát khổng lồ. Với trữ lượng khoảng 220.000 bài hát, người dùng có thể lưu trữ kho nhạc offline khủng với khả năng hỗ trợ ổ cứng lên đến 6TB. Đầu VKTV K2 cho người dùng sở hữu kho nhạc với con số ấn tượng mà rất ít đầu karaoke nào trên thị trường hiện nay có được. Đặc biệt hơn, hãng đã hỗ trợ thêm 20.000 bài hát nhạc Hoa dành riêng cho đối tượng người Hoa. Đầu karaoke VKTV K2 có thể phát một wifi ảo để người dùng có thể kết nối với thiết bị di động như điện thoại, máy tính bảng, màn hình cảm ứng, vân vân. Với mọi hệ điều hành và thao tác ngay trên các thiết bị này giúp việc karaoke trở nên chuyên nghiệp hơn. Thiết bị còn hỗ trợ thêm các tính năng như cập nhật online, Mixcloud, YouTube. Hơn thế nữa, để tối đa nguồn nhạc mới, hãng tích hợp thêm tính năng cập nhật bài hát theo tháng. Tính năng này giúp người dùng cùng lúc có thể tải được nhiều bài hát mới, rút ngắn thời gian tải nhạc.